Có những ước mơ thật đơn giản, như ước mơ được về nhà, ước mơ được khỏi bệnh, ước mơ được gặp mẹ, ước mơ có một ngôi nhà nhỏ, ước mơ tìm thấy gia đình. Vừa qua, Từ Thiện Thật đã mang đến cho Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi Chức năng Người Tâm Thần số 2 Hà Nội chương trình dành riêng cho những người phụ nữ đang tham gia điều trị tại trung tâm này một ngày mùng 8 tháng 3 thật ý nghĩa, khiến cho họ được sống với chính mình là một người phụ nữ. Họ được trang điểm, mặc lên mình chiếc áo dài truyền thống của người Việt Nam. Mùng 8 tháng 3 là ngày dành riêng để tôn vinh phụ nữ, ngày mà những người phụ nữ bình thường sẽ mặc những bộ quần áo thật đẹp và nhận hoa, lời chúc mừng từ những người đàn ông trong gia đình. Tuy nhiên, trong bộn bề cuộc sống hiện tại thì không phải ai trong số họ cũng có thể tận hưởng hết ý nghĩa của ngày mùng 8 tháng 3. Hay đơn giản nhất là không phải ai cũng được nhận dù chỉ một bông hoa cho ngày của họ. Chương trình Ngày Đẹp Nhất là một chương trình đặc biệt dành cho những người phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi Chức năng Người Tâm Thần số 2 Hà Nội. Những người phụ nữ này có thể nay nhớ mai quên, nhưng những hình ảnh và những kỷ niệm của ngày đẹp nhất được lưu giữ qua các bức hình khi họ tham gia, chắc chắn họ sẽ nhớ mãi khi mỗi lần nhìn lại. Ở nơi đây, họ có thể là những người vô gia cư lang thang được đưa về. Họ có thể là những người không nhớ về gia đình và quên mất tên của mình. Và trong số đó, những người phụ nữ ấy có thể là một bà mẹ Việt Nam anh hùng, có những người con hy sinh vì tổ quốc mà nay mắc bệnh, không còn được minh mẫn. Ngày hôm nay ở đây, các tình nguyện viên cùng chia nhau công việc, người trang điểm, người làm tóc, người phụ trách áo dài. Tất cả đều làm việc hăng say, cẩn thận, như đang trang điểm phục vụ những khách hàng VIP nhất. Tất cả đều muốn giúp những người phụ nữ tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi Chức năng Người Tâm Thần số 2 trở nên xinh đẹp cho ngày 18 tháng 3. Cùng nhau sải bước trên sàn các quốc đặc biệt, những người phụ nữ này thật rạng rỡ như bao người ngoài kia. Từng người được giới thiệu tên với những ước mơ thật bình dị. Đó là những ước mơ được về nhà, được khỏi bệnh, được gặp mẹ, được có một ngôi nhà nhỏ, được tìm thấy gia đình. Đến với ngày đẹp nhất đặc biệt ở đây, các tình nguyện viên mỗi người có một cảm nhận khác nhau nhưng cùng chung một cảm xúc vui tươi, lắng đọng và xúc động trước những tâm sự của các bệnh nhân nơi đây. Bởi đó không phải là ước mơ gì cao sang mà chỉ đơn giản là một mong ước rất nhỏ, rất giản dị, rất đời thường nhưng lại hóa xa xỉ. Với rất nhiều bệnh nhân đang tham gia chương trình và những bệnh nhân đang ở đây, có lẽ ước mơ lớn nhất của họ đó là được trở thành một người bình thường.